Đây là lý do vì sao điện thoại của bạn luôn báo đầy bộ nhớ. Một điều mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết. Đầu tiên bạn mở Google lên này nha. Rồi bạn chọn vào cái hình bên góc phải. Chọn vào nhật ký tìm kiếm. Ở đây các bạn kéo xuống dưới này. Tất cả những gì các bạn đã tìm kiếm trên điện thoại này đều nằm ở đây. Bây giờ các bạn hãy xóa hết. Chọn vào xóa tất cả. Tiếp theo chọn vào cài đặt. Rồi các bạn chọn vào Safari. Ở đây các bạn kéo xuống dưới. Các bạn chọn vào xóa lịch sử và dữ liệu trên web. Rồi ok.